Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Út đi quay một cái vị thuốc nam, là một cái cây cỏ mọc hoang ở quê rất là nhiều, để giới thiệu đến mọi người. Thì đây là cái cây của nó nè, những cái hoa li ti màu tím tím rất là đẹp. Thì cái cây này nó thuộc họ cúc. Lá của nó thì có nhiều cái răng cưa và lông nhuyễn. Hoa nó có màu tím tím hoặc là màu trắng, thì nó có hai cái màu như vậy, nhưng mà cái công dụng của nó thì điều trị bệnh như nhau. Cái lá của nó mình vò mình ngửi thử thì nó có cái mùi hăng hắc. Cái cây hoa rất là xinh, nhưng mà có cái tên thì rất là đặc biệt, tại vì từ cái lá của nó hơi là khó chịu, cho nên ở vùng quê của mình gọi cái cây này là cây hoa cất lọn. Thì tùy theo vùng miền mà cái cây này nó còn có những cái tên gọi khác, như là cây ngũ vị, cây ngũ sắc, cây cỏ hôi. Thì cũng là một cái cây này thôi. Hôm trước mình có giới thiệu đến mọi người đó là cái cây xương cá, cây xương khô để điều trị viêm son. Nếu mà cái cây đó khó tìm thì mình có thể dùng cái cây này để mà điều trị viêm son cũng rất là hiệu quả. Đối với cái cây cất lọn này thì mình có thể dùng toàn thân của nó trừ rễ ra. Đối với viêm son thì mình đâm để mà lấy nước rồi mình nhỏ vào mũi mỗi ngày 2 lần như vậy. Với cái tính mát và vị hơi đắng thì cây hoa cất lọn còn có các công dụng là thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, cầm máu và trừ sỏi. Cái cây hoa cất lọn này chúng ta có thể hái về, chúng ta kết hợp với lại trái bồ kết dùng để nấu nước gội đầu, thì làm cho tóc chúng ta sẽ bóng mượt và chắc khỏe. Đi vào sâu từng cái chứng bệnh thì chúng ta sẽ dùng như sau. Đối với bị ngứa ngoài da thì chúng ta lấy cái cây này về, chúng ta nấu nước và rửa cái vùng da bị bệnh hoặc là tắm. Đối với bệnh sỏi tiết niệu thì chúng ta kết hợp 20g cây cỏ cất lọn, 16g kim tiền thảo, 12g rau ngô, cái rau của trái bắp, trái ngô, cộng với 20g mã đề, 16g cam thảo. Rồi chúng ta sắc lấy nước uống trong ngày, chia làm 2 đến 3 lần. Đối với viêm đường hô hấp thì chúng ta lấy 20g cây cước lợn cộng với 12g lá bồng bồng, 16g cam thảo đất, rồi cũng sắc lấy nước uống. Ngoài ra thì cái cây hoa cước lợn này nó còn rất là nhiều cái công dụng cầm máu đối với những cái phụ nữ mà bị rong kinh, hoặc là phụ nữ sau sinh bị rong huyết. Thì những cái bài thuốc của mình chia sẻ, lưu ý là chúng ta không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú và trẻ em, cho nên là những cái bệnh khác không có mang tính an toàn thì mình sẽ không có chia sẻ, và chúng ta nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ đông y. Mình chỉ chia sẻ một số cái vị cái bài thuốc mà đơn giản áp dụng, không có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Thì hy vọng cái bài chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và mong nhận được sự ủng hộ cũng như là sự góp ý của mọi người để những cái vị thuốc của mình ngày càng hoàn chỉnh hơn. Mọi người có thể bấm vào nút đăng ký để ủng hộ cho kênh, cũng như là có thể theo dõi được cái bài chia sẻ về cái vị thuốc tiếp theo của mình một cách dễ dàng. Khi mà mình đăng bài một cái bài chia sẻ mới lên thì mọi người sẽ nhận được cái thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái bài chia sẻ sau.